Video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái quạt màu tím như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một chiếc compa, một cây kéo này, một chiếc bút chì, một cây thước kẻ, keo dán. Ở đây mình sử dụng keo nến để dán nha. Những cái cây bút màu nước như thế này. Và về nguyên liệu ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy thủ công, tờ giấy bìa màu. Mình có màu xanh dương này, màu tím này và màu xanh lá cây. Giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu tím này trước. Đối với cái tờ giấy màu tím này, bây giờ các bạn sẽ gập nếp cho mình nhé. Gập nó lại như thế này. Tiếp một lần nữa thì mình lại lật cái tờ giấy lại. Sau đó gập thêm một lần nữa, mình cứ gập như vậy cho đến hết cái phần giấy này. Đó, cứ gập như vậy cho đến hết cái phần giấy này nhé. Đã gập được một nửa rồi nha. Tiếp tục mình sẽ gập thêm này. Sau đó mình sẽ gập đôi này lại. Và mình sẽ bôi keo vào đây để gắn chúng lại nha. Cái phần dưới này của mình nó chưa được dính nên mình sẽ bôi keo và dính tiếp nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái tờ giấy màu xanh này. Đối với tờ giấy màu xanh, bây giờ mình sẽ cắt đôi phần giấy ra này.
và mình cũng sẽ gấp nếp giống như là cái này nha. Mình cũng sẽ gấp nếp như vậy cho đến hết cái phần giấy nhé. Mình sẽ dùng tay đánh nhét cho nó chặt lại nhé. Mình cũng sẽ gấp đôi ở lại nhé. Mình cũng sẽ cố định bằng keo này.